Dạ có được một bé, đang sống với một bé và một bé sống với mẹ. À, tức là có Vậy là hai hai bé. bé luôn. Vâng đúng rồi. Thì em có ngại không? À, vấn đề ở đây là em không ngại, nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay. Cũng có thể là phụ giúp công việc cho em ấy, gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia kia nọ, À, là để đi có cùng lẽ em vâng đúng rồi đồng hành cùng em đi suốt quãng đường còn lại thôi. dễ thương. Rồi chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Dương Quân Tiến, hiện tại là 34 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Tuyến là làm về gì ta? Dạ em làm bên thiết kế về Thiết bên kế. nội thất. Bây giờ Mời nhà mình gái. đến với nhà gái nè. Dạ em là Lê Thị Hà. À, em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại em ở và làm việc ở quận 7 ạ. Sinh năm 89 ạ. Làm gì hả? Dạ em làm nhân viên chăm sóc khách hàng tổng đài ạ. Rồi, bây giờ Tuyến nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. À, về ưu điểm của em thì có thể là biết lắng nghe, chịu học hỏi, có thể là học hỏi bất cứ mọi thứ. À, học bất cứ cái gì, học rất nhanh đúng không? Vâng, à, khuyết điểm của em thì có lẽ là hơi nóng tính và vội vàng. Bây giờ chị mình đến với ưu điểm và khuyết điểm của bạn gái nè. À dạ vâng. À, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi, cũng như là lắng nghe sự chia sẻ. Còn khuyết điểm của em thì hay hờn vô cớ một chút. Với lại sống hơi nội tâm một chút á, kiểu cảm xúc mình không thể kìm nén được á. Đường tình duyên của Tuyến sao? Đường tình duyên của em cũng hơi lận đận một tí thôi. Lận đận là lận đận thế nào? Cũng trải qua cũng hai mối tình. Hai mối hả? Vâng. Mối dài nhất nhiêu? À, mối dài nhất thì cũng được khoảng 7 năm, 8 năm. Yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà? Dạ có rồi chị ạ. Thế thì bạn có em bé chưa? Dạ có được một bé, đang sống với một bé và một bé sống với mẹ. À, tức là có Vậy là hai hai bé. bé luôn. Vâng đúng rồi. Con lớn nhất là mấy tuổi rồi Tuyến? Dạ bé 8 tuổi ạ. Ở với mẹ Vâng đúng ạ. Bé nhỏ nhất thì được 4 tuổi ạ. 4 tuổi ở với ai? Đang ở với em ạ. Hiện tại thì mẹ bé đang ở Cà Mau. Chuyện đã qua rồi, nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây là chuyện con cái sau này. Thật sự là đang phân vân không biết là cái người tiếp theo có được sự bảo bọc con mình hay không, hay là có sự phân tách giữa con mình con này con kia. Một chút mình sẽ hỏi quan điểm của người bên kia thôi. Đó là do mình. Đó là do mình. Nhưng mà bây giờ là mình ở với ai nữa? Là chỉ có hai cha con chăm Hai cho nhau con thôi thôi. hay là Không, có hiện ai tại phụ thì không? em gửi bé về nội cũng được 2 năm rồi. Nội ở đâu? Nội ở quê miền Tây ạ. Miền Tây là ở đâu? Dạ hiện tại thì quê nội đang ở Cà Mau. Vậy thì em Sài Gòn một mình. Vâng đúng rồi. Thuê nhà hay là... À, hiện tại thì trên đây em ở cùng với một anh trai. Là nhà của anh trai. Dạ đúng rồi. Chút xíu nữa À, mình hỏi tiếp, tại đúng vì Lan cũng rồi. có rất là nhiều cái câu hỏi muốn hỏi bạn đó. Chút xíu là nhà gái sẽ hỏi tiếp. Đường tình duyên của mình sao? Dạ đường tình duyên thì cũng hơi đào hoa một chút. Nhưng mà chính thức thì cũng có hai mối tình. À, mối tình đầu tiên của em thì chắc tầm 3 năm. Mối tình thứ hai thì chắc khoảng 2 năm ạ. Dạ đúng Nhưng rồi. mà nãy giờ em nghe bên kia tâm sự là đã ly hôn rồi Dạ và vâng. hiện tại đang ở với con. Nói chung hoàn cảnh bên kia cũng tội nghiệp lắm như vậy á. Thì em có ngại không? À, vấn đề ở đây là em không ngại, nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không. Không, lo sợ đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này. Đừng có nghĩ biết đâu người ta lại yêu thương con mình còn hơn mình nữa đó. Có những cái người phụ nữ như vậy chứ bộ. Đúng Thôi, rồi. bây giờ em trai nè, em muốn tìm một mối tình tiếp theo như thế nào? Biết chia sẻ, lắng nghe và quan tâm. Còn về ngoại hình thì nói chung là cũng chiều mến tí để sau này mà phụ cho công việc của em. Sau này có nụ cười dễ thương này, mái tóc cũng tương đối là dài. Nụ cười rất là xinh, rạng rỡ, giọng nói thì rất Con chào chú là Quyền Linh. à, xin chào nhà gái dễ Dễ thương. thương lắm. Đúng rồi, mình muốn một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Tại vì là con cũng hơi cao và hơi to con cũng muốn là bên đó cao 1m7 trở lên. À, không nhuộm tóc thì càng tốt. Con cũng nhà con thì cũng không thích hình xăm và con cũng không thích không hứng thú thì càng tốt hơn nữa. Dạ chủ yếu là phụ nữ mà lúc nào cũng muốn được quan tâm, được lắng nghe và chia sẻ. Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có thể là 90%. Bây giờ mình đi với ai vậy? Hai người chị, nhưng mà hai người chị đang bận tí việc là không có qua được á. Được Dạ rồi. không sao, có chú Quyền Linh. Mình đi với ai cưng? Dạ em có chị Ngọc Lan.
À, dễ thương quá. Khỏe re. Bên đó có Ngọc Lan, bên đây có Quyền Linh. Mở rào. Trai bên đó dễ thương á, chị thấy ok. Bắt đầu đi em trai. Chào. Mạnh dạn lên nào. Đây, em có món quà dành tặng cho em. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Hình trái tim nha mọi người. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh nói trước đi ạ. Anh nhường quyền cho em. À, anh nhường quyền em hả? À, thì em nhìn anh thì cũng dễ gần, cũng hiền. Dạ vâng, nói chung là cũng có rung động. Còn nhà mình có mấy anh em ạ? Anh thì 4 chị em. Dạ 4 chị em. Anh Út. Anh Út à? Em cũng Út. Nhà em thì 5 anh em. À, quê của mình là ở Cà Mau luôn hả? Đúng rồi, quê anh ở Cà Mau. À, em thì quê em ở gốc thì ở Bình Định. Anh có sợ giỏ Bình Định không? Trời, cũng hơi sợ đó. Nhưng mà... Vậy có giỏ hả? Nói hù cho vui thôi chứ em sinh ở Đồng Nai. Không biết giỏ đâu. Cảm ơn vì quê đã Đồng Nai. Dạ. Chứ anh sợ, hơi bị sợ về con gỗ của Bình Định á. Dạ vâng. Hồi nãy có một cái ý em nói là em mong có một người bạn gái có cái nụ cười xinh để hỗ trợ cho công việc của em. Dạ, tại vì cái định hướng của em á, lúc trước cũng đã từng có công ty nhỏ nhỏ rồi. À, nhưng mà sau cuộc khủng hoảng thì em tới bây giờ, hiện tại bây giờ thì đang ngưng động. Chắc có lẽ là trong 1 năm tới hoặc 2 năm tới thì em sẽ xây dựng lại. Rồi liên quan gì tới nụ cười xinh của bạn gái? Thì cũng có lẽ là phụ giúp công việc cho em ấy, gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia nọ. À, là đi cùng là... em. Vâng, đúng rồi. Đồng hành cùng em đi suốt quãng đường còn lại thôi. Dễ thương. Em, anh hỏi vấn đề này nhé. À, về vấn đề về con ấy, hiện tại đang nuôi một bé. Bé trai 4 tuổi, cũng khá gành lắm. Thì em cảm nhận như thế nào nếu mà mình có con riêng như thế? Đối với em thì nó rất là không có cái vấn đề gì to tát cả. Quan trọng là cái người đàn ông như thế nào thôi. Em rất là thương trẻ con. À, nhà em thì hiện tại mới có 3 cháu thôi. Nhưng mà 3 cháu đều là lúc nhỏ là đều là em chăm cả. Nên là em rất là thương con nít. Dạ vâng. Nên là anh đừng lo nghĩ về vấn đề đó. Nên là có cái gì được anh cứ chia sẻ. Anh đừng nói à, cái vấn đề đó không biết là cô ấy có chấp nhận hay không hay là gì. Anh phải chia sẻ thì mới hiểu nhau được. Em rất là hiện đại luôn đó em gái. Dạ. Hay đó. Thì cũng nhiều lúc mình cũng lo ngại vấn đề đó. Dạ, tại vì ạ. Thời buổi bây giờ nó cái gì nó cũng phát triển hết. Ví dụ mà con cái thì nó hơi nghịch tí. Dạ. Thật là nhiều lúc mà em không chịu được cái tính con nít á. Con nít thông minh thì mới hiếu động, mà mình thương nó thì nó sẽ thương mình thôi. Vâng, đúng rồi. Anh cũng có quan điểm như thế. Dạ vâng. À. Nếu như bây giờ em kết hôn một lần nữa thì dự định về con cái của em như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em có dự định đem con lên ở cùng với em hay không? Cái điều đó là tất nhiên em sẽ mang con em lên. Ừ. Tại vì ngay lúc đầu em đã lựa chọn con nên em cũng dự định là nếu mà sau này nó ổn tí mình sẽ đem con lên. Nếu như mà cái anh phát triển bên nội ngoại thất thì công việc của em hiện tại là mình chăm sóc khách hàng đúng không? Dạ đúng ạ. Nếu như mà phụ giúp công việc cho anh ấy, em có thể là chuyên về bên mạng đó ok chứ? À, nói chung là em cũng thích về kinh doanh. Ừ. À, cũng có dự định là sẽ kinh doanh, và khi mà lập gia đình thì em cũng muốn kinh doanh một cái gì nhỏ nhỏ để vừa chăm sóc gia đình mà vừa làm công việc của mình. À, không muốn giao con cho mình cho ai cả. Điều đó anh rất thích. Trời ơi, hai bạn này đúng với một người chăm sóc khách hàng, nói chuyện rất là vừa lòng. Tôi thấy tôi chịu đàn gái vừa hoàn lòng toàn. Nhưng mà rất là chân thành, rất nha, vừa lòng ông ơi, chứ không phải là để vừa lòng khách hàng không đâu. Bây giờ em trai, em bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó, mình giao lưu cảm xúc, giao lưu âm nhạc chút xíu, rồi mình nói gì đó để mình cảm nhận về người đối diện. Vâng. Chào mừng đôi bàn tay em nhé. À, dạ. Đó, hai tay nắm hai. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nắm hai chắc tay luôn. Là gần em nó sẽ lạnh. Dạ. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ mong, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao sông, dù hoang tàng lãn quên nơi cuối đơn có em ghen chờ đợi anh. Mời nhà gái. Dạ. Nói một cái điều gì đó tận sâu trái tim của mình về người đối diện.
Anh mong là anh suy nghĩ cho kỹ nha. Anh đã xác định mới lên tới đây. Anh mong thì là... đúng là ai xác định cũng mới lên tới đây. Nhưng mà xác định cho kỹ chứ em khó lắm á. Điều khó thì mình phải tìm hiểu mới biết cái khó điểm nào để mình chia sẻ và rỡ ra. Ok, khó mà không buông là em chịu ạ. Rồi, ok. Em gái thông minh đấy. Chúng ta đang đối diện với khán giả hàng triệu người và bạn bè người thân. Suy nghĩ cho kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Chúc chúng ta sẽ có một mối tình trọn vẹn, hoàn hảo và hạnh phúc. Vâng, em xin cảm ơn. Dạ, chúc bạn hạnh phúc nha. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Dạ nhà anh đây. Uno à. Uno à. Thấy sao quý vị? Dễ thương quá. Trời ơi, thấy chưa? Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thì hôm nay em cũng nghe em cảm xúc hôm nay thế nào chia đó chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mà tính tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em coi ba em, ba anh như là ba của em vậy chắc. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi anh trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. À, đầu tiên em xin được gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Vũ Văn Vị. Cái này em trước đây em cũng hỏi ba mẹ thì ba mẹ chỉ có chia sẻ là ngày xưa thì ba mẹ cũng làm ăn cũng gặp khó khăn nhiều, thì lúc đó em sinh ra đời thì ông nội mới đặt tên là Vị, thì để mong muốn để làm ăn suôn sẻ hơn, có được địa vị hơn và vị hơn trên trong xã. Địa vị, địa vị hơn á. Dạ. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 90. Ủa Vị, Vị làm công việc gì Vị? Dạ, em hiện tại em đang làm quản lý cho một công ty ở bên lập trình phần mềm à. Phần mềm đó hả? Dạ. Làm ở đâu, quận mấy? Dạ, em làm ở công ty em ở bên thành phố Thủ Đức. Mời nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán thì ở Vĩnh Long. Em làm gì thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, con đang làm nghề neo với My á. Bữa nào chú qua chú nói My nha con. Dạ ok luôn. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Vị. Dạ, ưu điểm của em đó là em không hút thuốc, không nhậu nhẹt. Thì thực ra thì em cũng uống được bia rượu nhưng mà em rất hạn chế, có khả năng kiểm soát được cảm xúc. Tốt. Dạ. Điểm yếu của em đó là trầm tính mà hơi ít nói. Với lại em không có năng khiếu về bên nghệ thuật như là ca hát nhảy múa. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là vui vẻ, em cũng hay cười. Đi cười xấu mà vẫn hay cười. Còn thích... ai nói em cười xấu nói chị nghe. Tại cái hàm răng em nó xấu. Không, chị là ai mà nói em cười xấu là nói chị dẫn chị tới mà mốt chị sẽ chỉnh người ta lại liền. Còn khuyết điểm của con là hay hung dữ, rất cọc nữa. Hay hung dữ cái mặt gái nó hung dữ liền á. Cọc nữa hả? Dạ. Trời đất ơi. Với hay quát. Con nóng là con quýnh ai chưa? Dạ con chưa có quýnh mà con hay quát trước không. Con quát làm sao? Con quát thử nghe tiếng thử coi. Anh im đi. Anh im đi. Ác ghê không? Nhìn ác không? Đâu có lớn gì lắm đâu. Thấy đáng yêu muốn chết luôn vậy đó. Được tình duyên của nhà trai thế nào? Thì em có một mối tình cách đây hơn 3 năm rồi. Lúc mối tình đó thì em quen trong vòng 8 tháng. Cái lý do chia tay đó là do cái thời điểm đó, lúc đó là em cũng muốn giới thiệu với gia đình hai bên. Nhưng mà bạn ấy thì bạn ấy không mong muốn. Bạn tìm cách giống như không muốn giới thiệu ấy. Thì em mới thấy được không ổn nên em mới chủ động chia tay. Lâu chưa? Hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Mời nhà gái. Con cũng có một mối tình. Nhưng mà mối tình là chỉ kéo dài được có năm thôi. Là do khoảng cách địa lý nên là hai đứa con chia tay với nhau. Là cũng 5 năm rồi. Khoảng cách địa lý xa không? Lúc trước con có đi học tiếng Nhật á, thì con có quen ảnh. Sau đó con đi Nhật thì kéo dài được có 1 năm thôi là bắt đầu chia tay. Rồi, muốn mối tình mới sao? Chung thủy nè. Biết quan tâm người khác, quan tâm cảm xúc.
vui vẻ, hòa đồng. Con nghĩ là như thế là chắc cũng được. Cô qua cô coi coi bên đây có vui vẻ được gì? Vui, chị. Vui. Chào em. Em thì em hơi vui rồi đó, em vui. Nhưng mà tính em hơi trầm thôi. Vui mà tính hơi trầm là sao, chưa hiểu khúc này nha. Trầm nhưng mà trầm vui. Trầm vui là trầm à, vui sao? Nhìn cái mặt trầm trầm. Mày cái bụng là vui dữ lắm á hả? À. Thì thật ra đó là do cái môi trường làm việc của em thôi. Thì nên tiếng của em nó cũng trầm để em quản lý mà. Khi mà đi lên đây là mình có chuẩn bị cái vấn đề là mình có cái sự quan tâm tới người khác không? À, có, em có quà để cho thể hiện luôn hả? Dạ, dạ. Đi đặt nha em nha. Qua nhà gái thăm nhà gái xưa. Trời ơi, gái đi Nhật về đây đó hả? Trời ơi, nhỏ nhắn dễ thương ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Ghét nhất là thuốc. Vậy em không hút thuốc? Không hút thuốc. Rồi. Ghét lăng nhăng. Lăng nhăng này không có rồi đó. Có lăng nhăng không? Dễ gì dám nói ở trên này. Còn không ghét gì nữa không? Với lại vô duyên. Không, bên đây có duyên nha. Bên đây có duyên lắm, dễ thương lắm. Còn gì nữa không? Chắc con thấy hết rồi đó. Cô gái rất là lanh lợi. Dạ. Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thật ra thì nói chuyện kiểu cởi mở thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Ừ. Thì cái đó thì em thấy cũng bình thường. Nếu mà đó là công việc thì nó là bình thường. Em không thích điều gì ở phụ nữ? À, em không thích người phụ nữ mà nói chuyện cộc lốc, không có đầu đuôi. Ừ. Cô kia không có cộc lốc, cô kia nói chuyện rất là thông minh đó nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Ba em và em trai của em. À, rồi, xin chào nhà trai. Xin chào hai MC và cùng các quý vị khách có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là bố của Vũ Văn Vị. Dâu tương lai của mình á, nhà gái coi thấy sao? Tôi đánh giá thì cái điểm này là điểm cao rồi. Thế thì coi như là cũng gia đình cũng mong muốn là các con cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Dạ, dạ con cảm ơn bác. Cảm ơn bác. An tâm ha, vui ha. Dạ. Được nhận xét, được đánh giá rất là cao. Rồi bây giờ chúng ta nghe ý kiến của bên nhà gái nè, em đi với ai? Dạ, em đi với thằng em của em. Chào chú Huyền Linh, chào chị Cục Lan, chào chú. Dạ, con là em trai của chị Duyên. Anh bên này sáng, đẹp trai và công việc ổn định. Em chỉ đóng góp cho chị một phần nào đó thôi, còn phần còn lại là do chị quyết định. Mời em nha. Chị con có khó không? Dạ không, chị con phóng khoáng lắm. Cọc một tí. Cọc không hả? Dạ, thêm tính cách mạnh mẽ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuyện còn lại là của Vị, của Duyên đó nha. Có món quà muốn tặng cho em á? Dạ, em cảm ơn anh nhé. Ok. Thì mong muốn của anh là nếu mà chúng ta có cơ hội để được đến với nhau á, dạ, thì anh mong muốn mình sẽ là duy nhất của nhau. Dạ. Anh có muốn đây cũng như lì xì Tết của bên chương trình tặng cho em. Dạ, em cũng có món quà. Ok, cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Dạ. Nà. Có muốn đứng gần nhau để nhìn nhau thêm một tí hay không? Chắc có đó, em chắc có rồi đó. Rồi lại. Nhìn em á, thì anh thấy em xinh hơn anh tưởng tượng á. Em thì nhìn anh thì em thấy cao là ok rồi đó. Em có thích đi du lịch không? Dạ có chứ. Vậy sau chương trình này có gì mình đi du lịch với nhau đi. Dạ. Đâu giờ Duyên thử, Duyên nói cọc lên. Anh đi về nhà anh đi. Về nhà anh đi. Giờ hết ga thử coi. Về nhà anh đi. Ui đô à. Ui đô à. Thấy sao vậy Vị? Dễ thương quá. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa, nó la dễ thương mà. Em có muốn gì mới hỏi anh không? Em là anh thấy em như thế nào? Thì hôm nay anh cũng nói rồi đó. Thì khi mà anh nhìn em thì anh đã thấy em xinh hơn cái tưởng tượng của anh rồi. Ngoài cái xinh ra thì anh thấy cách nói chuyện của em như thế nào? Em cũng tự tin, dễ thương nè. Tuy kêu là khó tính ấy, nhưng mà anh thấy là cái nói chuyện, cái biểu cảm khuôn mặt ấy rất là dễ thương. Dạ. Hồi trong tuần thì anh rảnh chạy qua thôi. Dạ. Em ở đây thì chỉ có mỗi em với em trai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì bình thường thì em khi nào em có về quê thăm ba mẹ hả? Dạ, hiện tại là bây giờ là em đang ở dưới quê. Cái học viện của em á thì giờ đang nghỉ dịch.
Quê là ở đâu? Dạ, quê ở Vĩnh Long là nó xa hỏi lắm đi đâu? Nếu chi tiết hơn thì chắc khi nào có gì em giới thiệu anh về đó, dẫn anh về đó luôn. Dạ. Bao giờ anh mới về đó? Thì em mời đi thì anh về thôi. Vậy em mời liền nhé. Không có xa đâu, khoảng 140-150 cây thôi. 135 cây. Đồ chính xác luôn. Tại vì em hay đi xe máy về quê á. Anh đi xe máy về luôn á? Dạ. Cái này anh chở. Đi anh chở có được tài xế là em ok rồi, chứ tay lái em tay lên lụa lắm. Mình khi mà yêu nhau thì mình nên chia sẻ với nhau về những cái công việc hàng ngày, rồi có những cái khó khăn gì mình nên chia sẻ với nhau. Rồi hay là có những cái bí mật thì nếu em muốn chia sẻ thì cũng được. Rất là anh sẵn sàng nghe. Có thể đưa ra những cái ý kiến để góp ý cho em. Em thì cũng rất thích là đối phương chia sẻ với em nữa. Những việc khó khăn hay là những việc vui vẻ gì cũng muốn chia sẻ với em. Anh có sợ là người vợ hay là một người bạn gái mà dở không? Dở ẹt luôn á. Dở ẹt là sao? Là như là không, như là em nấu ăn cũng vụng về nè, việc nhà cũng vụng về nè, không có được rồi đảm đang. Không sao, em nấu ăn thì anh biết, nhưng mà anh nấu không ngon thôi. Anh được. Em sợ là ăn nhiều cái cũng không được lắm nha. Có nấu cơm mà quên bật nút nữa đó. Có nấu cơm mà quên bật nút nữa. Không, cái đó thì không lo đâu, anh bật cho. Trời ơi trời, tới công chuyện thiệt. Ở nào cũng chịu hết trơn á. Lấy vợ về ở đâu? Em có tính chưa? Em thì muốn ra ở riêng. Để em sẽ ra ở riêng luôn, chứ không cần vợ phải về ở làm dâu. Còn yeah. Em có muốn làm dâu không? Dạ không. Thật ra nhà anh dễ lắm. Ba mẹ không bắt phải làm dâu. Anh hiện tại thì anh vẫn đang ở với ba mẹ, tại vì có mình anh thôi. Còn em trai anh thì ở riêng từ lâu rồi. Có một cái là có một cái tin buồn về gia đình con hơn. Tại vì là hồi tháng 9 này là ba em đột quỵ vừa mất. Nhà có ba người nhưng mà ba em vừa mất thì còn có mỗi em với em trai em thôi. Ok, anh xin. Lúc mà ba em buổi sáng là vẫn còn nói cười cười vui vẻ lắm. Rồi leo lên nóc nhà mà thấy nhà nó có rác á, leo nóc nhà rửa rác nữa. Giờ chiều 1:30 chiều là mới bắt đầu là đột quỵ. 15 phút là đã mất. Ok. Cấp cứu kịp. Bây giờ là hai chị em ở, ai là ở nhà chính với mẹ, tức là em trai đúng không? Dạ không, con, tại vì con nghỉ học nên là con đi về dưới. Rồi vậy nữa con lên đây rồi sao? Như đây thì có mỗi mình mẹ con ở dưới. Nghiệp con đưa mẹ con lên ở chung với con không? Dạ, con cũng đang tính chuyện đó nhưng mà con sợ là em con này nó sẽ giành với con gì đó. À, vậy khỏe rồi. Nếu ta lập nghiệp trên đây tốt, ở đâu mà lập nghiệp tốt là chúng ta cứ ở thôi. Em tiến tới nắm tay cô gái đã. Nói hết những cái suy nghĩ của mình về cô gái đối diện. Thì hôm nay anh cũng nghe em cảm xúc hôm nay thế nào đó, chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mà tiến tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em coi ba anh như là ba của em vậy, chắc là em cảm thấy vui. Ok, anh mong hai đứa lấy nhau, anh thích để ăn trai em gái. Anh thì anh thích con trai trước, con gái trước. Đấy, nhưng chứ. Mà con trai con gái thì anh cũng đều thương nhau hết à. Em cũng thích con nào cũng là con, mà con gái trước thì được hơn. Con hát đi con. Con hát đoạn nhá, em tặng anh nha. Ok, tặng anh đi. Có xíu hả nghe, không có thuộc hết luôn á. Cũng được nha. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ, chợt lên nét suy tư bao năm thầm kín, chót thương ta ao tim, những đêm sương lạnh nghe trái sầu gấp vào tim. Tập mãi mới được một bài. Sau 3 tiếng đến, nếu mình quyết định đây là một người có thể mình tiến xa hơn, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng nha. Rồi đó. Đẹp đôi.
Bây giờ thôi coi như là mẹ của cô bé đang theo dõi chương trình. Em hãy nhìn bác em nói thưa bác gì đó. Con xin chào bác. Con xin gửi lời chào đến bác để con xin bác phép bác để làm quen em Duyên và mong muốn sẽ che chở cho em đến sau này. Con chương trình này con cũng muốn nhắn đến mẹ và ba. Lúc mà ba còn chưa mất thì ba cũng muốn con nhìn thấy con là được một tấm chồng như ý, nhưng mà ba chưa nhìn thấy được, nhưng mà ba bỏ con với mẹ với em đi rồi. Nên là bây giờ con cố gắng để cho ba nhìn thấy điều đó từ anh. Mẹ ơi, mẹ khỏe nha mẹ, cố lên nha mẹ. Nói gì với ba của vị đi. Dạ, dạ con chào bác. Con cũng không biết nói gì hơn, con chỉ chúc bác là sức khỏe dồi dào. Được rồi đó, thôi ráng chăm sóc mối tình này để cho nó đủ lớn, đủ thăng hoa. Rồi có gì thông báo chương trình đến vui nha. Dạ. Các bạn sẽ nhận được. Như vậy chúng ta đã thấy một cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Hôm nay là ngày may mắn đó. May mắn đó. Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Thứ hai. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. À là vợ anh đó. Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con cũng lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy. Tùy em à. Mời nhà trai. Rồi, rồi, xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971 ạ. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quỳnh Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? Sao mình về sớm mình vậy? Đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn rồi vậy á. À, nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Yeah. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga, tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ, tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Là tốt đó. Dạ vâng. 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria rồi cây cối các thứ đó. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ. 3-4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quỳ Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm. Với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ đó. Vâng, làm dậy trà tập thể dục. Đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết hút thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người chung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục chung quanh bà sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, tự nhiên cái duyên nó đến ra. Thuốc mà có duyên á. Thuốc mà có duyên á.
có thằng em nó cũng làm bên bên dược ở ngoài Hà Nội á. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kỳ bằng được, em hút điếu thuốc lá nhớ lắm ấy. Thế là cũng bập bẹ hút, hút vào thì nó say lâng lâng, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lâng lâng mình bỏ thuốc lá nha. Dạ. Mà nhà gái? Điểm mạnh của mình á thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán, còn cứu ăn được. Còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bài mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ, dạ. Xôn sông. Tại nhà đằng trước nhà có sông. Ê trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không, không biết bơi anh. Dạ, em đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn không vào thì hỏi cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao vậy, nói đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân để chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, cứ dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Dạ. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 2018, là nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh. Hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, vâng. Không có căng thẳng, không cãi không, nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó, là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai, mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau. Không, chứ đừng có nói là không. Dạ em chào anh. Dạ, chào. Không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó, nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả mình là do duyên thôi, để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho cô, nó nhẹ nhàng có, đi đừng có gọi là lấy cái chuyện có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Bây giờ hỏi thẳng anh đúng Tình rồi. Là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần. Đó, bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao biết hát nữa. Thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu á. Vậy là lỗi do anh để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy dính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ phải đang tập. Nhận ra cái lỗi. Người ta biết giỏi vậy tao biết hát. Không biết hát được không anh? Dạ giờ hát giờ được đang chưa? Bây đang giờ tập. Muốn hát được thì đã muộn rồi. Bởi vì ông Tây ông hát trước. Tiếc á. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái tình trường sao? Sao nè? Em thì cũng có khoảng hai vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất, quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau, quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chỉ cũng là học chung cao học với ảnh, thành ra là lúc mà
Em biết vậy xong thì em chủ động em chia rút tay. Rút lui luôn. Dạ, rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác. Mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ lúc mà mình còn trẻ. Dạ, nói chung là cũng đau khổ lắm. Tại vì tình đầu mà nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên không ấy, thì em nghĩ là lựa chọn cái gia đình. Tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ, tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ, một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ, mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy ạ. Biển Tình. Dạ, mới tập có 2-3 ngày nay. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Có bây giờ Nga hát cho con sao nè. Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng được gì luôn, cũng được tiếng hết. Gì cũng được. Dạ, tại dạ, em chào anh. Ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc rồi anh, bạc hơn anh Quỳnh Linh. Bạc đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, but em ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái đúng rồi, cái tiêu chí, tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7 được. Đó là được chị, được ok. Ngọc Lan được gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Mới hút thôi. Bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, ta mê, ta thăng hoa, ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tịnh? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tịnh. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi. Không chat nét trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không, không, mà không mập mập. Ốm ốm đúng không dạ, anh? Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay rồi, tóc thì không quan trọng. Cứ dễ ăn dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá không biết có dễ ăn không nha. À, mình dễ ăn Ngọc Lan. Hôm nay Tình đi với ai? Nhà đi có một mình thôi. Một mình. Dạ. Hôm nay Nga đi với một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Ok. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi, mở rào. Ôi chào Nga. Dạ chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. Dạ. À, xin đọc sách chút. Dạ cảm ơn anh, em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Rồi, dạ. Cảm ơn em.
anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Em nói là ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc. Là em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó, dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái, nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok, ok. Anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ. Mình sẽ tập trung vào phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. Bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi đó, anh chưa nghe. Y chang vậy. Quan điểm hôn nhân. À rồi. Quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Quan trọng là anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em... Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy... Chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô. Đây có trà khô, trà khô. Không thuốc lào thì anh có thật là anh mới biết hút đây à? Thế là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha. Bỏ được không? Nhắm bỏ được không? Chưa ghiền đâu, mới hút rồi, mới hứa thử. Anh hứa bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn. Nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con thế. Nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm cho hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Anh cái gì cũng ok chứ. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp. Dạ. Với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm Mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. À, okay. Đẻ không do ông á chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà dạ, ổn là hứa anh. Nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, như nào là hứa đi. Đời, em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, con trai được không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát không triển hướng đúng hướng. Hướng cho nó ngay. Dạ thì đúng đó. Là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn có nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Suy nghĩ đi anh. Anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, nhất là nổ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ á. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết vỏ đúng không? Thì ra thử múa về được coi. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né không à?
Tại vì chân mặc quần này không đá được. Thử thử tới đâu không, không đá được. Đá. Tới đâu? Đó. Hít đất luôn coi. Hít đất hả? Ừ. Hít đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe phải. Good luôn à. Khỏe. Đó. Cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ lắm à. Ủa kỳ vậy. Rồi, là rồi, khỏe rồi. Được rồi. Khỏe rồi. Okay, rồi, rồi. Okay, làm okay, tí nữa rồi. Đi thôi. Em tin rồi. Làm tí nữa em đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ được không? Được không? Rồi, okay. Được rồi. Ổn không? Ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ thấy cũng ổn. Ổn không? Okay. Nhà to. Sợ ma ở con mình. Ha. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần? Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. À, okay. Nhưng mà máy thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nó nổ rô đai tí. Là gì? Thì đó. Thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình là đúng rồi. Ủa vậy là không ai check á. Ngọc Lan này, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh Tình, giờ em hỏi nè. Sao? Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm anh, nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Ồ, good. Món gà rột là món gà tái chanh. Ờ, là gà luộc đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà đặc tái biệt chanh hả? Ừ, đó. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này là bà mối. Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây hòn không bấm là tôi bấm. Đây hòn không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga. Đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn. Rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi. Để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy mà anh. Cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Dạ, vâng, cảm ơn bằng anh. Mọi giá tình dạ, nha dạ. Quyết liệt. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Nào, hãy nắm tay Nga đi nha. Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. 2 năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Tại hồi xưa em cũng đi làm biển hết 10 mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Làm và được. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Xin phép mời bạn nữ ra trước. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế,
sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin chia sẻ giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gõ nội thất tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với phần em gia công hết luôn, với công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời, thấy thương. Giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em ở bên vợ hết mười mấy năm đó. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi hai năm mấy nay em ở vậy, em nuôi con em. Trời, thấy thương vậy. Trời, em vợ em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. Mấy đứa con em? Ba đứa. Trời, thấy thương. Ba đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước, nồi, cơm nước em làm được hết. Tại em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè rồi mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình, cái mượn, nó kêu mượn 100, em có 200, nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được mà anh ơi. Cũng được luôn ha, mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được, có sao đâu mà. Trời ơi, thấy thương không? Thôi không được, mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có hai đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh. Thì mình cũng tin tưởng gia đình, anh em rể có thứ này biết em hết. Ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi ảnh về hưu thì muốn gì ảnh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái, nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh. Gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì em mới không chịu nổi được nữa. Thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại thì bắt đầu em rước hai bé lại. Và khi mà em bệnh đó em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi hai đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà anh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Hôm nay cặp này bên vì lừa tình, bên vì lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhỉ. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Giờ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ hai em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em cứ nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè? Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, nên em mặn hết tiền, đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một mình. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ
ở cái thì tương lai á nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng cứ làm hết trơn. Tức là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. À, đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm pha trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm. Em đi em cạo cái ngàn mấy cây nữa. Tại xưa hai chồng em cũng mặn ba đứa con thiếu nợ, nên phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100 mấy, 15-16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy 4 triệu, cũng còn dương 10 triệu, còn tiền cạo đêm 100-200 ngàn để tiền ăn tiền nấu xăng. Tại xưa em cũng đi làm biển hết 10 mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được, và làm được. Lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì em nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? À, hiện nay em đang ở nhà em ở quận Bình Tân ạ. Rồi, khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở gửi 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ thì em học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền lo hết bên vợ, em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để nấy cố gắng nỗ lực thì nấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên gì? Em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. À, thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đầy. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi, con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi con nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích rồi. Chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai anh trai? Em đi cùng mình anh ơi. À, tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi, bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em là dễ mà anh ơi. Nếu người thương em một, thương em 10. Ví dụ em thương bạn gái, em cũng thương con bạn gái giống như con của em ở nhà vậy. Em mới lo tự đi tự tí. Chứ 1 tháng cho em về thăm con 1 lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm. Ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng. Ví dụ 1 tháng em xuống được 3 lần ngày. 2 ngày chủ nhật nghỉ với ngày lãnh lương. Được 3 ngày, 1 tháng em xuống được 3 ngày. Còn nếu ngày lễ, Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng đó. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi, qua đi em trai. Này, anh cũng có này tặng em, tự dạ. Tay anh làm. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? À, tại em vừa làm, chắc chưa em nghỉ trưa, em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái, I love you, hai trái tim lồng vào nhau nữa, rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế, tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì
mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoài, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại hơn 7 tuổi, tới năm 11 tuổi thì tự lập mà. Dạ. Rồi còn mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có ông anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằn tự lo, ví dụ bệnh hoạn gì gãy tay gãy chân cũng tự mằn dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằn kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Dạ. Ông bà già chỉ cứ lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Dạ. 3 năm nay anh cũng không có về dưới. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Dạ. Nói chung thương mấy thằng con cái gàn cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằn tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện có thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, nói chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh tướng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có vụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều, chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày à. Ví dụ ngày thứ bảy anh làm, sáng chiều 7 anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ. Yeah. Còn ngày đó lương anh nghỉ được nguyên ngày. Dạ. Yeah. Tại vì đang làm pha trưởng không có đi được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh gì không? Nói chung là vợ lo, mình thương, chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm anh làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, ví dụ anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, em không ràng buộc anh trơn anh ơi. Em có không một ràng mình buộc gì hết. Chỉ có một tháng em về thăm con ngàn lần. Nếu em một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều, em ít cho ít, vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay anh trai anh ơi. Kệ nó, trai gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm nào, chứ cô gái, đâu có né em được. Gái. Đó. Rồi nắm tay. Hai bạn đang lâu hai ngày cái tay. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. Thôi giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội thôi. Dạ, em cảm ơn. Ủa cái gì vậy? Người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Hát quá à. Có hát tặng cô em gái mà gì đó. Em hát không được anh ơi, em mặn gì cũng giỏi chứ, nấu chè, nấu bánh gì em làm được, nấu cơm nước gì em làm được, mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình thì vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt, em tối mày cạo, sáng em về em lo con đi học nha. Ừ, bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em mới trả lời, còn không hỏi em muốn nhắc tới. Mình đến với nhau mình làm cho nhau vui hạnh phúc, còn nếu mà cảm thấy mà không vui không hạnh phúc, không đủ cái tình cảm to lớn thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy, và em chỉ cần một người là thương con của em giống như con của người đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều, tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa.
đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3 Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô nào, hãy ôm một cái ôm thật chặt nào, ôm thật chặt nhau nào, chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây, đây con. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình rồi. Bây giờ nào đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương dạ, thương em cũng thương con em mới mốt con em có xuống nhà chơi cũng như con của em thôi. Em nói chung con nào cũng là con đó. Thấy chưa, nó ôm chặt nó chưa. Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Thôi, anh sẽ hứa lo cho mẹ Kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Đứng đó đi con. Nào em gái em thấy sao? Dạ nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó. Còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc, gia đình là hạnh phúc, nhiều đó là đủ rồi. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà. Chúc mừng hai em. Yeah. Một lần nữa thì chúc hai em tất cả mọi điều may mắn nhất. Đó, đưa mẹ chú đi đi con. Đi đường này, đi đường này. Nãy khi mà nghe hoàn cảnh của hai anh chị là đã không có kìm lòng được. Sao dạo này dễ khóc quá. Đồng cảm đó ha. Người đã mất đi hạnh phúc, họ sẽ đón nhận hạnh phúc nhiều hơn nữa. Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo để xem họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không.